Giới tử vi tiết lộ thiên cơ. 4 tuổi này, cặp thời chuyển vận đang nợ ngập đầu, bỗng giàu có bất ngờ trong 15 ngày cuối tháng 6 âm lịch. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình tử vi trên kênh Phú Quý Phát Tài. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Thưa quý vị, tiên tri biết trước tương lai không phải là mong cầu lớn nhất, nhưng lại là bản đề song hành cùng vận mệnh con người, hưng thịnh hay suy tàn, từ đông sang tây, từ cổ chí kim đến thời bình thực tại. Các nhà tử vi, nhà phong thủy, nhà chiêm tinh vẫn đang miệt mài nghiên cứu và đúc kết số mệnh con người. Và thần đồng tiên tri Ấn Độ là người nổi bật chấn động hơn cả khi đã 5 lần dự đoán chính xác về vận mệnh nhân loại và những thảm họa đã xảy ra. Giới tử vi học mới đây nhất cũng đã đưa ra hàng loạt dự báo về số mệnh của 12 con giáp trong 15 ngày cuối tháng 6 âm. Trong đó nổi bật nhất là về số mệnh của 4 con giáp định mệnh hơn người, cứu vớt cả thiên hạ đi qua cơn đại nạn. Nếu tính chủ may mắn là một trong 4 con giáp sắp được luận giải này, tức là tấm bản đồ tương lai đã trải rộng ra trước mắt, hố sâu vực thẳm hay rừng vàng biển bạc đã hiển lộ. Sự lựa chọn trong tâm trí bạn qua lời nhắc mệnh này, sinh ra trong thời loạn là bất hạnh, nhưng công thành danh toại, giàu sang phú quý giữa thời loạn, đó chính là may mắn mà 4 con giáp này xứng đáng nhận được. Hãy cùng Phú Quý Phát Tài theo dõi video ngay sau đây để xem vận mệnh của bạn có may mắn hay không nhé. Vị trí đầu tiên, xin được chúc mừng con giáp tuổi Tý. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý mạnh mẽ và luôn sống độc lập, mọi độc hại gần như bất khả xâm phạm đối với họ. Những người này đối với công việc và cuộc sống, người tuổi Tý rất tốt tính, bộc trực, thành thật, nhưng cử chỉ lời nói của họ lại có phần chặt chẽ. Họ nỗ lực làm việc, sống tiết kiệm, không bao giờ cho ai cái gì, trừ phi người đó họ thực sự thân thiết. Vì họ rất chăm chỉ và tiết kiệm nên họ không ưa những kẻ lười biếng và hoang phí. Người tuổi Tý thông minh, tháo vát, sáng tạo nên có năng lực giải quyết công việc khó, giỏi thích nghi và vượt mọi trở ngại trong hoàn cảnh khó khăn. Bởi vậy, họ có xu hướng trở thành người lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó, thách thức bản thân. Công việc càng khó khăn, gian nan thì họ càng kiên trì, tỏa sáng. Nhiều người dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Trong nửa cuối tháng 6 âm lịch, những vì sao tốt lành chiếu sáng, vận trình tràn ngập khắp nơi và con giáp tuổi Tý sẽ bất khả chiến bại, mọi sự đều suôn sẻ. Họ có khả năng thăng tiến trong sự nghiệp, hạnh phúc trong tình yêu và tài chính hanh thông. Họ chỉ cần tập trung vào ước mơ của mình. Tin rằng bạn có thể phát triển nhanh chóng và đạt được thành công như mong đợi. Cụ thể, tử vi chi tiết và cẩm nang vượng vận cho từng người tuổi Tý theo năm sinh âm lịch 15 ngày cuối tháng 6 âm lịch như sau. Người tuổi Canh Tý 1960. Dưới sự phù trợ của tam hợp, bạn là top con giáp may mắn cuối tháng 6 âm lịch. Đường đời có nhiều yếu tố thuận lợi khiến bạn bắt tay và làm việc gì cũng suôn sẻ hơn người. Đa phần các bạn tuổi Canh Tý đều có tính cách hài hước, nhân từ và tốt bụng, quản lý cảm xúc rất giỏi, tâm tính rất hiền lành. Vì thế nên được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, của cải lớn nhỏ đều bay vào nhà. Cuối tháng này, tuổi Canh Tý sẽ có nhiều cơ hội, tài lộc nhân đôi, sự nghiệp vượng phát, ngày càng khởi sắc. Chỉ cần biết nắm bắt thời cơ thì nhất định sẽ làm nên chuyện. Trong tương lai, bản mệnh sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc, cơ hội tạo ra của cải đến vô tận, gia đạo có được niềm hạnh phúc vô bờ bến. Tử vi mách bạn hãy luôn nhắc nhở mình phấn đấu, không chỉ trong những lĩnh vực mới mà ở cả những lĩnh vực mình vốn đã quen tay làm từ lâu thì thần tài sẽ gõ cửa thường xuyên. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường trắng, tím, quý nhân phù trợ mùi, dậu. Người tuổi Nhâm Tý 1972. Tử vi khoa học tiết lộ rằng tuổi Nhâm Tý chính là một trong những con giáp may mắn nhất
cuối tháng 6 âm lịch này. Những hy sinh, những cố gắng và nỗ lực trước đó của bản mệnh giờ sẽ mang về những thành quả rực rỡ. Thành quả có thể xuất hiện ngay tức khắc một lượt, cũng có thể từ từ hiện ra, mang niềm vui kéo dài tới cuối tháng cho con giáp này. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón tin vui ngay đi nhé. Bản mệnh trước giờ là người có tham vọng, luôn cố gắng để phấn đấu cho mục tiêu đã định, không ngừng nghỉ, dù có mệt nhọc đến đâu. Với những người nỗ lực nhiều đến thế, ông trời cũng sẽ nhìn thấy cả thôi. Những xui xẻo đã lùi xa, 15 ngày cuối tháng này là thời điểm mà bản mệnh thoải mái tận hưởng những điều may mắn, vận khí không tồi, thậm chí càng về cuối tháng lại càng tốt hơn, nên con giáp này làm gì cũng như được trợ lực, thành công ngay trong tầm tay. Khả năng thăng tiến của bản mệnh cũng khá lớn, hãy tiếp tục phấn đấu nhé. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt: 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, xanh ngọc. Quý nhân phù trợ: Mùi, Dần. Người tuổi Giáp Tý 1984. Đường đời của con giáp này có nhiều yếu tố thuận, làm việc gì cũng suôn sẻ hơn người. Đa phần các bạn tuổi Giáp Tý đều thích nói đùa, nhân từ và tốt bụng, quản lý cảm xúc rất giỏi, tâm tính rất hiền lành. Vì thế nên được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, của cải lớn nhỏ đều bay vào nhà. Trong nửa cuối tháng 6 âm lịch, Giáp Tý sẽ có nhiều cơ hội, tài lộc nhân đôi, sự nghiệp vượng phát, ngày càng khởi sắc. Chỉ cần biết nắm bắt thời cơ thì nhất định sẽ làm nên chuyện. Trong tương lai, bản mệnh sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc. Cơ hội tạo ra của cải đến vô tận, gia đạo có được niềm hạnh phúc vô bờ bến. Tử vi cuối tháng 6 âm lịch mách bạn, hãy luôn nhắc nhở mình phấn đấu, không chỉ trong những lĩnh vực mới mà ở cả những lĩnh vực mình vốn đã quen tay làm từ lâu thì thần tài sẽ gõ cửa thường xuyên. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt: 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, vàng. Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân. Người tuổi Bính Tý 1996. Trong số 12 con giáp thì vận số của tuổi Bính Tý có thể nói là xoay chuyển khá nhiều trong nửa cuối tháng 6 âm lịch này. Dù là tiền bạc, tình cảm hay công việc đều có những bước tiến tích cực mà bản mệnh không thể ngờ được. Thực sự khi may mắn tới cũng chẳng thể tưởng tượng được mình có thể có một ngày ôm bao nhiêu hạnh phúc trong tay. Có bạn thì tập trung nhiều hơn vào công việc hay kiếm tiền thì về cơ bản muốn gì được lấy, cầu tài có tài, cầu lộc đắc lộc, cơ may thăng tiến cũng không ít. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì chắc chắn rằng tuổi Bính Tý sẽ được thỏa mãn mong ước. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là chính bản thân bạn cũng phải có năng lực. May mắn chỉ góp phần dẫn lối cho bạn đi đúng đường, đúng hướng thôi. Những thứ có được quá dễ dàng, chỉ nhờ hết vào may mắn mà bản thân chẳng có chút tài cán gì thì cũng sớm bay biến mất mà thôi. Muốn may mắn bền lâu thì tự mình phải bồi dưỡng bản thân, tự mang may mắn tới cho mình. Con giáp này vốn có ý chí hơn người, có quyết tâm và lòng kiên định. Thế nên chỉ cần thần may mắn ở bên thì chẳng có đỉnh cao nào mà bạn không thể chinh phục được. Chuyện tình cảm tiến triển khá nhanh, đây là khoảng thời gian ngọt ngào như mật. Bạn và người ấy chẳng lúc nào muốn rời xa, có lẽ sẽ sắp có chuyện vui rồi ấy chứ. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt: 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, xanh lá. Quý nhân phù trợ: ngọ, hợi. Quý vị tuổi Tý thân mến, đừng bận tâm đến những điều mình không thể thay đổi. Hãy tạo cho mình một trạng thái thường xuyên ổn định, xác định xem điều gì có thể khiến bản thân vui vẻ, hạnh phúc. Lên cho mình một kế hoạch cụ thể và sẵn sàng tận hưởng. Một ngày sống không vui vẻ là một ngày uổng phí. Một tâm hồn lạc quan sẽ giúp chữa lành bệnh tật. Hãy nhớ giữ vững tinh thần, ăn uống và rèn luyện lành mạnh, vượt qua mọi trở ngại để sống thọ, sống khỏe với thể lực dồi dào. Trong cuộc sống, hãy bằng lòng với những gì mình có. Đừng quên bạn bè, bởi họ chính là sự giàu có của cuộc đời bạn. Hãy giữ mối quan hệ bạn bè lâu dài, sống với những nguyên tắc,
như biết lắng nghe và đừng ngắt lời, nói chuyện đàng hoàng chứ đừng nhạo báng, trả lời câu hỏi chứ đừng phản đối, tha thứ chứ đừng trách cứ, đã hứa thì không được quên. Hãy nhớ, mỗi người chỉ được sống một lần trong đời. Vị trí thứ hai, xin được chúc mừng con giáp tuổi Tuất. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có lòng tự trọng rất mạnh nhưng không dễ bỏ cuộc khi gặp cản trở, đặc biệt không bao giờ từ bỏ bản thân. Họ luôn là chính mình, luôn biến sự tự ti của mình thành sự tự tin. Tuổi Tuất là những người sống thật thà, ngay thẳng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của con người mình. Bất kể trong công việc gì, họ cũng luôn đặt lợi ích tập thể lên trên, bất kể là trong điều gì. Không chỉ vậy, người tuổi Tuất còn là người vô cùng tốt bụng. Nếu thấy người khác gặp khó khăn, họ nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Tuy nhiên, bởi vì tính cách hay giúp đỡ người, nên đôi lúc họ bị hiểu nhầm là người hay bao đồng, nhiều chuyện. Người tuổi Tuất vô cùng khéo léo trong cử chỉ, hành động. Cụ thể, nếu thấy người khác làm sai điều gì, người tuổi Tuất sẽ không vội vàng chỉ trích hay trách móc, mà họ sẽ nhẹ nhàng đưa ra nhận xét, sau đó mới góp ý kiến về điểm sai đó. Người tuổi này luôn được mọi người yêu quý, kính trọng bởi trong mọi chuyện, họ luôn đưa ra những cách giải quyết thông minh, khéo léo, thấu tình đạt lý. Họ sẵn sàng lắng nghe tâm sự của mọi người và luôn đồng cảm với khó khăn của người khác. Ngoài ra, họ là những người sống rất cẩn thận, họ luôn dè dặt trong mọi mối quan hệ bởi họ ít khi đặt quá nhiều niềm tin vào bất kỳ ai. Họ luôn kiên định và cố chấp trong lập trường và quan điểm của riêng mình. Họ rất khó để từ bỏ lập trường của mình và cũng không dễ thay đổi khi bị người khác thuyết phục. Ngay từ khi còn nhỏ, tuổi Tuất đã là người có nhiều ước mơ, hoài bão và dự định cho tương lai. Họ là người thích tự lập, từ nhỏ đã muốn rời xa sự bao bọc của cha mẹ để tự lập với cuộc sống của chính mình. Có thể nói, người tuổi Tuất thường trưởng thành sớm hơn, suy nghĩ già dặn hơn so với những tuổi khác. Người tuổi này sẽ có thu hoạch kép trong tình yêu và sự nghiệp, tài chính rủng rỉnh, bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền trên đường đến với thành công. Cụ thể, tử vi chi tiết và cẩm năng vượng vận cho từng tuổi Tuất theo năm sinh âm lịch 15 ngày cuối tháng 6 âm lịch như sau. Người tuổi Canh Tuất 1970. Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Canh Tuất tiến triển hết sức thuận lợi. Nhờ vậy mà bạn gặt hái được không ít thành tựu đáng kể. Bạn có thêm tự tin để theo đuổi mục tiêu mình đã đặt ra. Các mối quan hệ xã giao của bạn mạnh cũng phát triển hài hòa. Bạn dễ gặp được người cùng chí hướng với mình. Đôi bên hợp tác giúp công việc nhanh chóng đạt được kết quả như mong muốn. Đường kinh doanh của con giáp này cũng khá vượng phát. Thậm chí có người còn được hưởng lộc trời ban, để túi tiền càng thêm rủng rỉnh. Người gặp khó khăn về tài chính cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của người thân quen, giúp bạn thoát khỏi hoàn cảnh thiếu thốn. Một số người tuy chưa thấy lợi nhuận về ngay, nhưng đã nhìn thấy những tín hiệu cực kỳ tích cực, đáng để mong chờ trước mắt. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường trắng, xanh ngọc, quý nhân phù trợ Mùi, Dần. Người tuổi Nhâm Tuất 1982. Là con giáp may mắn cuối tháng 6 âm lịch, nên người tuổi Nhâm Tuất có cơ hội tiếp cận với những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Nếu chấp được thời cơ này, bạn sẽ nhanh chóng trở nên giàu có. Nhâm Tuất là người thẳng thắn, chính trực, giàu lòng chính nghĩa, có tinh thần cộng đồng cao, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Khi thực hiện lý tưởng hay khi đấu tranh trong chuyện gì đó, họ sẽ luôn đặt sự công bằng lên trên hết. Nhâm Tuất giỏi chịu đựng gian khổ và không bao giờ lùi bước trước những nguy nan. Họ bảo thủ trong hành động, không làm những việc mà mình không chắc chắn. Khi đã xác định mục tiêu một cách rõ ràng, Nhâm Tuất mới bắt đầu hành động. Người làm công ngoan lương cũng sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng nóng, xứng đáng với năng lực và sự đóng góp của mình. Ngoài ra, bạn còn được tiếp xúc với nhiều quý nhân, đồng nghiệp tốt, giúp đỡ bạn phát triển hơn trong sự nghiệp. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn là yếu tố căn bản giúp bạn tiếp xúc được với nhiều đối tượng triển vọng. Trong gia đình, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái hòa hợp cũng là yếu tố giúp bạn luôn có một tinh thần vui vẻ, lạc quan và tích cực.
các thành viên trong gia đình đem lại cho bạn nhiều niềm vui. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt: 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, vàng. Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân. Người tuổi Giáp Tuất 1994. Cuối tháng này, người tuổi Giáp Tuất nên mở rộng các mối quan hệ xã giao nơi công sở. Bạn vừa được cấp trên hậu thuẫn, lại có cấp dưới đồng lòng, đồng nghiệp nhiệt tình, mọi việc tiến triển theo đúng kế hoạch. Bằng nỗ lực và sự phấn đấu không ngừng nghỉ, con giáp này đang gặt hái những thành quả hết sức xứng đáng. Cùng với công việc thuận lợi, vận trình tài lộc của bản mệnh cũng trên đà khởi sắc. Bản mệnh kinh doanh buôn bán được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để chờ đợi. Có khả năng các đề nghị tăng lương hay mức thưởng, hoa hồng của bạn cũng sẽ được chấp thuận. Bên cạnh đó, hùn vốn đầu tư trong giai đoạn này hoàn toàn hợp lý. Nếu đang có sẵn nguồn vốn rủng rỉnh, bản mệnh có thể thử sức. Thời điểm này nhân duyên tốt lành cũng ùn ùn kéo tới với tuổi Giáp Tuất. Người độc thân có thể nhân cơ hội này tìm kiếm, lựa chọn đối tượng ưng ý, tình yêu nhanh chóng thăng hoa. Với các cặp đôi đang yêu, nhân khi tình cảm mặn nồng, hai bạn có thể tính chuyện hôn nhân, ổn định tương lai. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt: 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi. Quý vị tuổi Tuất thân mến, trải qua những năm tháng trong cuộc đời, bất kể bạn gặp khó khăn gì đi nữa, chỉ cần bạn biết cách bình tâm lại, mỗi vấn đề khó khăn đều được giải quyết từng cái một. Và bạn cũng có thể tìm ra cách tốt nhất để loại bỏ những cản trở xấu đó. Cuộc sống không hề dễ dàng chút nào. Nếu khi còn nhỏ cảm thấy thế giới quá tốt đẹp, hãy cảm ơn cha mẹ đã bao bọc bạn quá tốt. Còn bây giờ khi đã trưởng thành, hãy tập sống trầm lặng. Trên đường đời, khó khăn chỉ có thể quật ngã một người khi tâm họ rối loạn, không còn động lực và cố gắng. Chính vì thế, đừng để phiền não hủy hoại bản thân. Giữ tâm luôn bình tĩnh ở mọi lúc mọi nơi mới là điều đáng quý nhất. Vị trí thứ 3, xin được chúc mừng con giáp tuổi Thìn. 15 ngày cuối tháng 6 âm lịch, vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn có những bước phát triển rõ rệt nhờ không ngừng cố gắng, nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Người tuổi Thìn là người có sức sống mãnh liệt, vẻ bề ngoài luôn toát lên khí phách oai hùng, lẫm liệt, bên trong hội tụ phẩm chất đẹp như sự thật thà, bao dung và yêu thương con người. Đa số tuổi Thìn có tâm tư trong sáng, có năng lực, thích thực hiện kế hoạch riêng. Người tuổi Thìn có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, nên trong công việc, họ luôn cảnh báo cho mọi người về nguy cơ đang rình rập phía sau. Người tuổi này thường thông minh lanh lợi, thích kết giao bằng hữu, có khả năng lãnh đạo tốt, gặp lúc khốn khó vẫn kiên trì phấn đấu, họ coi trọng chưa tín và luôn cố gắng làm việc hết mình. Trên phương diện tài chính, người tuổi Thìn làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động. Đối với những người tuổi Thìn đang làm ăn kinh doanh, nếu vừa quyết đoán vừa biết lắng nghe thì khả năng cao sẽ gặp được những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng. Con đường tình duyên của Thìn có bước tiến phát triển tích cực. Thìn biết phát huy nét quyến rũ của mình, nhờ thế mà Thìn nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của rất nhiều người. Cụ thể, tử vi chi tiết và cấm năng vượng vận cho từng người tuổi Thìn theo năm sinh âm lịch 15 ngày cuối tháng 6 âm lịch như sau. Người tuổi Giáp Thìn 1964. Xem tử vi thấy rõ, tuổi Giáp Thìn là một trong những con giáp may mắn cuối tháng này. Vì sao như vậy? Phải chăng do đường số có thể gặt hái được nhiều thành công trên nhiều phương diện cuộc sống hơn hẳn những tuổi khác? Trong sự nghiệp, bạn có thể phân chia nội dung công việc rõ ràng, từ đó sắp xếp và thực hiện ổn thỏa. Nhờ vậy mà bạn luôn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bạn có nhiều cơ hội nhận được sự khen thưởng của cấp trên và đây sẽ là nguồn động lực giúp bạn có chi hướng phấn đấu trong năm mới. Có thể thấy, tiền tài dư giả trong khoảng thời gian này cũng là chuyện nằm trong dự kiến, bởi bạn xứng đáng gặt hái thành quả lao động của mình.
Các mối làm ăn và hợp tác từ trước đó của người làm ăn kinh doanh luôn tiến triển thuận lợi, đem lại cho bạn một nguồn thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến. Trong khi đó, người làm công ăn lương có một nguồn thu tương đối khả quan, một vài người còn có cơ hội phát tài nhanh chóng nhờ vào vận may của mình. Tình cảm của bạn cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng khi vợ chồng biết thông cảm và thấu hiểu với nhau, nhiều khúc mắc dần dần được tháo gỡ. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt: 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, xám. Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ. Người tuổi Bính Thìn 1976. Thời gian này quả là may mắn đối với người tuổi Bính Thìn. Dù làm công việc gì đi chăng nữa, chỉ cần bạn chăm chỉ, cố gắng thì ắt nhận được kết quả xứng đáng. Người làm công ăn lương có công việc tiến triển thuận lợi, thậm chí có xu hướng phát triển đi lên. Quan hệ xã giao hài hòa là yếu tố quan trọng giúp bạn nhanh chóng nắm bắt cơ hội cũng như giải quyết khó khăn. Người làm lãnh đạo có thể phát huy được thế mạnh, dẫn lối mọi người xung quanh đạt được sự thành công, mang lại lợi ích lớn trong tập thể. Trên phương diện tài lộc, bạn may mắn tiếp cận được với những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước. Hãy tranh thủ ký kết hợp đồng trong cuối tháng này nhé. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt: 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: đen, trắng. Quý nhân phù trợ: Thân, Tỵ. Người tuổi Mậu Thìn 1988. Sự nghiệp của người tuổi Mậu Thìn có những bước phát triển vượt bậc. Bạn có thể hoàn thành xuất sắc những mục tiêu mà mình đặt ra từ trước đó. Người có vị thế cao phát huy được tài chỉ huy, lãnh đạo của mình, không chỉ khiến cho cấp dưới tin phục, cấp trên tin cậy, mà còn tạo thiện cảm cho nhiều người. Thời điểm cuối tháng này cũng là lúc thích hợp để bàn bệnh ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô kinh doanh. Quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được cơ hội đầu tư, buôn bán có giá trị, đem về lợi nhuận không nhỏ. Những người làm nghề tự do cũng có nhiều cơ hội để phát triển. Chỉ cần bạn có niềm tin vào bản thân mình, nhanh nhạy trong việc nắm bắt được thời cuộc, thì chắc chắn cơ hội phát tài nằm trong tầm tay. Vậy nên nếu nói tuổi Mậu Thìn là một trong những con giáp phát tài nửa cuối tháng 6 âm này quả không hề sai. Phương diện tình cảm, người đã lập gia đình biết quý trọng những gì mà mình đang có. Chính vì vậy mà bạn biết sắp xếp công việc, dành nhiều thời gian hơn cho người thân của mình. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt: 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường: xám, trắng. Quý nhân phù trợ: Mão, Tỵ. Người tuổi Canh Thìn 2000. Người tuổi này không chỉ có chỉ số thông minh cao mà còn bao dung và chu đáo với mọi người xung quanh. Suy nghĩ đặc biệt nhạy bén, dứt khoát, độc đoán và rất được lòng người, nên có thần tài phù hộ, tài lộc hanh thông. Có vận đỏ nên được mọi người khen ngợi hết lời. Số không có cơ hội làm giàu trong một sớm một chiều, nhưng làm gì cũng suôn sẻ, nợ giảm bớt, quý nhân đến phù trợ, tài vận tăng tiến, công việc bội thu. Nguyệt lệnh lâm dưỡng sẽ đem tới tác động tích cực cho bạn. Những nỗ lực mà bạn bỏ ra trước đây cũng có thể được đền đáp, có thể tạo ra vô số của cải dư thừa. Thông qua kế hoạch đầu tư hoặc phương pháp quản lý tài chính của riêng bạn thì sẽ có được tiền bạc bất ngờ, thu được một số tiền lớn và bỏ túi thành công. Bạn mệnh có quyền được mong đợi sống một cuộc sống giàu có và thoải mái. Điều quan trọng nhất chính là cuối tháng này, Canh Thìn đã bước qua một ngưỡng cửa trong cuộc đời để sau này đỡ vất vả hơn. Con giáp này quả thực là những người có phúc khí hơn người. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt: 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi. Thưa quý vị tuổi Thìn, theo sự gia tăng của tuổi tác, con người ta càng ngày càng trở nên thích sống trầm lặng hơn. Nội tâm lắng đọng nhiều kinh nghiệm phong phú, tâm tính dần tĩnh lặng và muốn tìm đến cuộc sống bình yên, dần dần thoát ly sự bốc đồng thuở thiếu thời. Im lặng là phương thức tốt nhất khi sống độc lập. Trong yên tĩnh,
ta có thể suy nghĩ, nhìn thấu vấn đề, khiến bản thân có thêm nhiều tự tin đối mặt với những vấn đề trong xã hội. Im lặng là thời gian tốt nhất để chúng ta tự giao tiếp với thế giới nội tâm của bản thân, tìm hiểu chính mình. Bởi vì chỉ khi chúng ta có thể hiểu rõ chính mình muốn gì và có gì, chúng ta mới có thể làm tốt được mọi việc. Vị trí cuối cùng, xin được chúc mừng con giáp tuổi Dần. Theo tử vi 12 con giáp, nhờ có quý nhân che chở, giúp đỡ, nên người tuổi Dần trong nửa cuối tháng 6 âm này khá vượng. Con giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Chính vì thế, hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt, bản mệnh cũng chủ động, xông xáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, bạn cũng không nên tỏ ra kiêu căng ngạo mạn khi đang có lợi thế hơn người. Vận trình tài lộc tươi sáng, tuổi Dần có nhiều cơ hội đầu tư, thu về lợi nhuận cao. Chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Người làm công ngân lương cũng nhờ sự phấn đấu tích lũy miệt mài trong suốt thời gian qua nên thu nhập tăng tiến khá nhanh, chất lượng cuộc sống được cải thiện. Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để dần gặp được một người tâm đầu ý hợp, tình cảm vợ chồng hòa thuận. Một số cặp vợ chồng mong có con có thể đón tin vui cuối tháng này. Cụ thể, tử vi chi tiết và cẩm năng vượng vận cho từng người tuổi Dần theo năm sinh âm lịch 15 ngày cuối tháng 6 âm lịch như sau. Người tuổi Nhâm Dần 1962. Tuổi Nhâm Dần là con giáp may mắn cuối tháng này. Dù phải đối diện với khá nhiều biến động, một vài rắc rối vẫn sẽ xảy đến với bạn. Nhưng trong cái rủi có cái may, thông qua những rắc rối này, bạn có thể nhận ra được đâu là điểm mạnh của mình để có hướng phát triển trong tương lai. Chỉ cần chuẩn bị tinh thần vững vàng, sẵn sàng đối diện với mọi tình huống thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết gọn gàng. Hơn nữa, bạn khá chắc chắn trong những quyết định liên quan đến bước đường sự nghiệp của mình. Bạn biết được mục tiêu của mình nằm ở đâu và có đủ khôn khéo để vượt qua khó khăn thử thách mà đạt được mục tiêu. Hẳn là bạn đạt được điều mà mình mong muốn sớm thôi. Họ là những người táo bạo, ưa mạo hiểm, tài trí, thông minh hơn người và luôn ấp ủ những lý tưởng to lớn. Những người sinh năm Nhâm Dần cũng sống khá nội tâm. Họ kiên cường, không dễ bị khuất phục, hệt như tính cách của loài hổ, chúa tể sơn lâm. Người sinh năm Nhâm Dần có thể mang tính cách khá kiêu ngạo vì ngay từ nhỏ họ đã tỏ ra là người thông minh, hiểu biết. Đặc biệt, người sinh năm Nhâm Dần thường có tài năng về thơ ca, nghệ thuật và thuyết phục người khác, chiếm được địa vị cao trong xã hội, được cho là câu nói cửa miệng của người sinh năm Nhâm Dần. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt: 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: cà phê, vàng. Quý nhân phù trợ: Tị, Dậu, Tý. Người tuổi Giáp Dần 1974. Người tuổi này được cát tinh soi chiếu nên công việc tiến triển khá tốt đẹp. Nhờ có quý nhân giúp đỡ nên bản mệnh nhìn rõ hơn bước đường mình cần phải đi. Hơn ai hết, con giáp này hiểu thế mạnh của mình nằm ở đâu và sẵn sàng thể hiện bất chấp những khó khăn trước mắt. Trong chuyện làm ăn, mệnh chủ cũng nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên nhiều khả năng bạn sẽ kiếm được món lợi bất ngờ, số dư trong tài khoản cũng tăng lên nhanh chóng. Thậm chí càng về cuối tháng, bạn sẽ càng hái ra tiền hơn. Những xui xẻo trước đó đều đã được giải quyết gọn gẽ. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cuối tháng 6 âm này cũng đều sẽ được ví tiền rủng rỉnh. Chuyện tình cảm giữa hai vợ chồng khá bình yên và không có nhiều sóng gió xuất hiện. Nhờ thế mà cả hai đều có thể an tâm tập trung cho sự nghiệp của mình. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt: 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Dần. Người tuổi Bính Dần 1986. Là con giáp may mắn được cuối tháng 6 âm lịch, người tuổi Bính Dần có rất nhiều cơ hội gặt hái được thành tích đáng ngưỡng mộ trên nhiều phương diện của cuộc sống. Sự nghiệp hứa hẹn có nhiều bước chuyển mình mạnh mẽ và dần đi vào ổn định. Thời điểm này, bạn phát huy được năng lực, bản lĩnh vững vàng của mình, được tập thể ủng hộ, đạt thành tích đáng nể.
dù vẫn còn tồn tại không ít thách thức và khó khăn, song bản mệnh không cần quá lo lắng vì quý nhân luôn ở bên giúp đỡ, chỉ điểm vào lúc thích hợp để bạn đi đúng đường. Việc kinh doanh buôn bán có dấu hiệu khởi phát, lợi nhuận thu về vô cùng khả quan. Thậm chí các kế hoạch đầu tư làm ăn tưởng chừng thất bại trước đó nay cũng bắt đầu sinh lời. Cuối tháng này, bạn có thể tranh thủ tiến hành ý định kinh doanh hay mở rộng đầu tư để tài khí thêm vượng. Vợ chồng tuổi Bính dần tìm lại được tiếng nói chung sau những xung đột trước đó, cùng nhau vun sới hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng vàng, quý nhân phù trợ Ngọ, Mão, Hợi. Người tuổi Mậu Dần 1998. Mọi việc đã dần trở nên nhẹ nhàng hơn với người tuổi Mậu Dần trong nửa cuối tháng 6 âm lịch này. Nhìn chung, hầu hết các kế hoạch đều tiến triển nhịp nhàng đúng như tính toán và mong muốn của bạn. Thời điểm này cũng thích hợp để bản mệnh mạnh dạn thực hiện các việc đại sự. Hãy cứ tự tin vào năng lực của bản thân, trí tuệ ưu việt và kinh nghiệm sẵn có sẽ giúp bạn sớm hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Những ai đã có những khoản đầu tư, kinh doanh trước đây thì nay đã bắt đầu thu lợi nhuận. Bạn có thể tranh thủ thời cơ để đầu tư sinh lời cao hoặc mở rộng quy mô để tăng thêm thu nhập. Tình cảm vợ chồng tuổi Mậu Dần duy trì ở mức hài hòa, gia đình trong ấm ngoài êm, con cái chăm ngoan. Dù khúc mắc có xảy ra cũng nhanh chóng được hóa giải bởi cả hai đều biết trân trọng những gì mình đang có. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi, Tuất. Thưa quý vị tuổi Dần thân mến, nhàn nhã, tự tại là một loại phúc phận, cũng đôi khi là một loại phong thái khiến người đời nể phục. Tuy nhiên, nhàn rỗi đến độ phóng túng bản thân, buông thả chính mình hoặc sợ hãi đối mặt với thử thách, thay đổi lại là một loại biểu hiện tiêu cực. Trong vòng an toàn, bạn có thể cảm thấy rất thoải mái, cũng có thể đạt được những thành tựu nhất định. Nhưng đồng thời, bạn cũng sẽ đánh mất cơ hội thử thách chính mình và khám phá ra giới hạn năng lực của bản thân. Bước khỏi vòng an toàn không có nghĩa là bạn phải đánh đổi tất cả để bắt đầu mọi thứ từ con số 0 hay là một điều gì đó to tát. Chỉ cần bạn sẵn sàng đón nhận những khó khăn và thay đổi không mấy dễ chịu trong cuộc sống để thực hiện một việc đúng đắn, bạn cũng là đang đặt chân ra ngoài phạm vi an toàn của mình rồi.